ông chồng đã bỏ lỡ mất ba cơ hội để mà thắng thế. Đó là ngày xưa không có tấn công Đài Loan, tới ngày hôm nay Đài Loan nó phòng thủ và nó thêm tứ kim cương gì đó, Nhật, Ấn Độ gì đó, Nam Hàn nữa, là khó phải không? Rồi hồi bữa hổm Hamas bị suối, rồi lúc mà nhờ, Putin đánh Ukraine cũng không có cùng một lượt đánh, cứ đứng ngoài ngó ngó để học, tức là mất cơ hội. Tức là đánh mà đánh hội đồng thì phải đánh sáp lá cà, còn cái thằng kia nó khôn quá thành gan ngu, nên cuối cùng nó cứ dần trừ rồi cuối cùng thua. Hôm nay thằng Hamas đánh thằng Do Thái cũng không đánh luôn, rồi bây giờ Hamas tiêu là mấy cái thằng khối Ả Rập xung quanh đó thấy trong vòng 8 tiếng đồng hồ mà Do Thái đánh nguyên một cái thành phố thành bình địa là sức mạnh của Do Thái ghê hồn lắm đúng không, làm cho mấy thằng chùm khang quảng hồn là hết giám binh, nghe là bị mất ba cơ hội. Đó là cơ trời đó, tức là rắn nó có ba cái đầu ác, sư phụ nó hai đầu, bữa nay thêm cái đầu thế lực ngầm đi bụp cái thế lực mà chùm khăn đó, bữa nay là xong rồi đó, không có dám đánh Do Thái rồi đó, là im chuyện phải không. Mỹ bây giờ không có cần viện trợ cho Iran, cho Israel cũng chẳng cần viện trợ cho Ukraine nữa, coi như cái trận chiến này là tạm ổn rồi, bắt đầu chỉ cần tập trung vô cái Biển Đông, sức mạnh vô nữa, đập cái một hai đầu rắn tiêu, giờ còn đầu rắn cuối cùng cũng tiêu luôn. Cho nên bây giờ là cái thế cờ là vậy, từ đó cái thế gian này mới thái bình được, không còn chiến tranh, không còn nạn hung dữ nữa, những cái người độc tài ác hay là đi lấn đất giành dân của người ta, thì Trung Cộng nó bị mất ba lần cơ hội. Đó là lý do tại sao là quý vị thấy là bữa nay bây giờ thằng Liên Xô đâu còn sức mạnh để mà cộng chung với Tàu để mà quýnh Mỹ nữa, nó là nó không xong nữa, không có cần phải tốn thêm tiền cho Ukraine, cứ để nó lình bình nó đi, lo đập cái đầu cuối cùng nữa, từ đó ba cái đầu rắn hẹp xong cả thế giới này. Lúc đó Đức Thầy Ngài xuất hiện, kìa con về 6 triệu chim hiền bay về. Lúc đó là vui à, 6 triệu chim hiền về nước vui.